món ăn truyền thống của người Mường thuộc huyện Tân Sơn và Thanh Sơn. Thịt chua được làm từ thịt lợn lừng, một loại lợn được người Mường nuôi tự nhiên. Sau khoảng thời gian nuôi trên những sườn đồi, được người dân thả lã, chủ yếu sử dụng nguồn thức ăn trong rừng, trọng lượng khoảng 18-25kg, sẽ được sử dụng làm nguyên liệu chính chế biến món thịt chua. Người Mường ở Thanh Sơn không mổ lợn như cách thông thường, mà họ dùng rơm lúa nếp nướng thui cho lợn vàng đều, quay cho thịt lợn gần chín tới. Những vùng thịt ngon nhất của lợn như thịt ba chỉ, thịt mông sấn, thịt nạc vai, nạc thăn sẽ được đem thái lát mỏng, ướp một chút muối gia vị, trộn đều với thính ngô, đỗ, sao cho bột thính bám thật đều trên bề mặt. Được ủ từ 3 đến 5 ngày ở nhiệt độ 28-30, khi ra thu được sản phẩm thịt chua màu vàng nhạt. Khi ăn, miếng thịt khô, tơi, chua ngọt, thơm ngậy vừa miệng, ăn kèm với các loại lá như lá sung, lá ổi, lá mơ, lá đinh lăng, rau thơm, chấm kèm với tương ớt, sẽ cảm nhận được hết hương vị vô cùng độc đáo mới lạ mà món thịt chua đem lại. Là một trong số rất ít hộ gia đình tại Thanh Sơn, Phú Thọ gìn giữ được bí quyết chế biến thịt chua của người Mường nơi đây, cơ sở sản xuất thịt chua Điệp Đào, Thanh Sơn tự hào là địa chỉ tin cậy, quảng bá nét tinh hoa ẩm thực của người dân đồng bào đến gần hơn với khách hàng cả nước. Chuyên cung cấp đặc sản thịt chua trên toàn quốc, chinh phục sự hài lòng của mọi thực khách khó tính. Để đảm bảo an toàn, tiện lợi trong quá trình sử dụng, thịt chua Điệp Đào làm theo truyền thống, sau khi ướp vừa tới, sẽ được nhồi vào ống nứa nhỏ và hộp nhựa để vận chuyển bảo quản được tiện dụng. Khi sử dụng, thực khách chỉ việc xoay nắp hộp nhựa, lấy đi lớp lá ổi trên bề mặt, bày thịt ra đĩa và thưởng thức hương vị thơm ngon, vô cùng nhanh gọn và tiện lợi. Thịt chua Điệp Đào được bảo quản đơn giản trong ngăn lạnh từ 10 đến 15 độ C với thời gian bảo quản lên tới 60 ngày. Thịt chua Điệp Đào đã đi khắp các tỉnh thành, ba miền Bắc Trung Nam và trên cả nước. Để thưởng thức đúng vị thịt chua đặc sản Mường, hãy liên hệ với cơ sở Điệp Đào theo số hotline 0982 873 889, 0962 288 937 hoặc đến tại địa chỉ số 212 phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.